trên mạng đó, nó hay có những cái clip đó mà là con bọ ngựa này nè nó bắt được cả con rắn. Thì cái chuyện đó mình không biết là nó thật hay là nó dàn dựng, nhưng mà cái con bọ ngựa này nó có thể nó bắt được những cái con mà nó to hơn nó, to gấp đôi cơ thể nó hoặc là gấp 3 lần cơ thể nó vẫn bắt được. Có một cái nhân vật mới Ghê. thay thế cho Rồi, bạn ngon, Mèo ngon, Bò ngon, 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 Voi. ngon. Cho Chín nói là chắc thì có gì Nè nha, võ sĩ bò ngựa. Mọi người biết về cái con dũng sĩ bọ ngựa này chưa? Chưa. Cái con này á, là nó là coi như là một cái loài sát thủ trong cái loài dòng côn trùng. Nó có thể nó bắt được rất là nhiều thứ côn trùng khác và nó rất dữ. Khi mà cái cặp càng của nó mà nó bắt con mồi rồi nó khóa là coi như là dính cứng nhắc luôn. Con mồi là coi như không cử động được và nó sẽ cắn vào đầu con mồi liền để nó kết thúc con mồi rồi sau đó nó ăn thịt. Và nó là một cái loài mà coi như là côn trùng vừa có hại vừa có lợi gì nó cũng ăn hết. Cứ hại cứ côn trùng mà di chuyển trước mặt nó là nó bắt. Và trên mạng đó, nó hay có những cái clip đó mà là con bọ ngựa này nó bắt được cả con rắn. Thì cái chuyện đó mình không biết là nó thật hay là nó dàn dựng, nhưng mà cái con bọ ngựa này nó có thể nó bắt được những cái con mà nó to hơn nó, to gấp đôi cơ thể nó hoặc là gấp 3 lần cơ thể nó vẫn bắt được. Nó rất là dữ. Và đây là con bọ ngựa con nè. Khi mà nó lớn lên từ 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 đó, nó sẽ lột xác. Nó lột xác vài lần nó sẽ ra cánh và nó sẽ thành con bọ ngựa trưởng thành. Bạn bọn người trưởng thành nó giao phối xong rồi nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng cũng rất là hay nha anh. Nó làm có làm một cái tổ nữa. Khi mà nó đẻ thì cái dung dịch ở ngay hậu môn của nó đẩy ra thì nó làm nó kết tinh thành một cái ổ tròn hoặc là ổ dài tùy loài bọ ngựa, và nó thành cái ổ đó, và cái ổ đó trong đó nó chứa trứng. Trứng đó khoảng vài chục ngày là nó sẽ nở ra thành bọ ngựa con. Và cái cảnh mà nó nở ra thành bọ ngựa con mình chụp cũng rất ấn tượng. Đó, thì mình có thể là mình canh hôm nào mình may mắn đó, mình sẽ gặp được cái khoảnh khắc mà bọ ngựa con nó nở ra. Nó nở ra thì nó giống như những con sâu nhỏ chui ra khỏi cái ổ đó, nhưng mà đặc biệt một cái là khi mà nó vừa chui ra khỏi là nó lột xác luôn, là nó sẽ còn treo cái dây xuống và cái xác của con bọ ngựa còn lưu lại trên cái dây đó, và con bọ Hay ngựa quá. bò ngược lên. Đó, nó như vậy. Vậy là cái cỡ cỡ con baby này là nó đã lột xác mấy lần ha? Con này là coi như là nó lột xác lần đầu tiên từ trong cái ổ nó chui ra, và nó sẽ lột xác khoảng 4 đến 5 lần gì đó. Thì cái này cái thông tin em cũng chưa chính xác lắm, mình cần phải có Mình một ước cái lượng thôi. nghiên cứu thêm.